kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn các thành viên chính phủ. Đây cũng là dịp để Quốc hội đánh giá lại việc thực hiện các vấn đề có chuyển biến hay chưa, các bộ trưởng trưởng ngành đã thực hiện lời hứa của mình như thế nào. Đâu là nguyên nhân khiến cho xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh? Câu trả lời sẽ có trong phần tiêu điểm của bản tin. Việt Nam tham gia chung kết giải đấu xe tăng quốc tế trong khuôn khổ Hội thao quân sự Army Games 2019 đang diễn ra tại Liên bang Nga. Và sau đây là nội dung chi tiết. Vào chiều ngày 15 tháng 8, tiếp Phó Thủ tướng đồng thời là trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bunthong Chitmani, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh kiểm tra, thanh tra, hai lĩnh vực quan trọng mà Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng khẳng định trong năm nay Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, nhất là thúc đẩy các dự án đầu tư, hợp tác giữa Việt Nam và Lào về hạ tầng giao thông. Phó Thủ tướng Bunthong Chitmani cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận giữa các cơ quan kiểm tra và thanh tra của hai nước. Phó Thủ tướng cũng khẳng định chính phủ Lào luôn tạo điều kiện để thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư bởi các dự án của Việt Nam đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội Lào. Hiện chính phủ nước này đã chỉ đạo tăng cường phát triển khu vực biên giới Lào-Việt Nam để thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại, làm cơ sở đẩy mạnh đà phát triển của quan hệ hai nước. Ngày 15 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành chọn một ngày để tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn các bộ trưởng, người đứng đầu các cơ quan tư pháp và Tổng Kiểm toán Nhà nước về các nội dung liên quan đến việc thực hiện 4 nghị quyết về giám sát chuyên đề và 4 kết luận về chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018. Đây là lần đầu tiên và cũng là dịp để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ra soát, đánh giá lại và giám sát đến cùng xem việc thực hiện các vấn đề đã được kết luận như thế nào, đã có chuyển biến hay chưa, các bộ trưởng, trưởng ngành đã thực hiện lời hứa của mình ra sao. Xin hỏi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về giải pháp đảm bảo tiến độ thi công cái dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2. Về cái cao tốc và Trung Lương Mỹ Thuận á, thì đến thời điểm này Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã hứa với Thủ tướng là sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại bằng mọi giải pháp là sẽ cung cấp vốn để chúng ta xong được cái đoạn là Trung Lương Mỹ Thuận đến cuối năm 2020. Riêng cầu Mỹ Thuận 2 thì đã có vốn hoàn toàn, chúng ta chỉ là thực hiện theo lộ trình thôi. Chúng tôi đang quan ngại nhất là cái đoạn từ Mỹ Thuận đến Cần Thơ. Lý do theo luật đầu tư công và theo các quy định á, khi mà chúng ta xác định được nguồn vốn thì chúng ta mới được quyền mở thầu. Hiện nay chúng tôi đang trông chờ cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ chính thức bố trí 932 tỷ để chúng tôi mở thầu. Chúng tôi nghĩ rằng có thể là cuối năm 2020 đó, nếu mà điều kiện thuận lợi thì đoạn Mỹ Thuận Cần Thơ có thể là chúng ta hoàn thành được nền đường. Chứ còn riêng cái phần mặt đường và thông địa vị tới Cần Thơ cuối năm 2020 là khó khăn. Thì báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chúng tôi sẽ tập trung đầu tư các cái dự án mà có cái tính chất liên kết vùng và liên kết các cái tiểu vùng, kể cả đối với đường bộ, đường hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không và đường sắt. Trước mắt chỉ báo cáo với các đại biểu là mấy cái tuyến Trung Lương Mỹ Thuận thì Thủ tướng và Chính phủ đã đồng ý là bố trí 2.186 tỷ trong cái phần vượt thu năm nay 2018. Mỹ Thuận Cần Thơ là 932 tỷ. Thì tổng số hai cái khoản này báo cáo với Chủ tịch Quốc hội thì Chính phủ thì đã có ủy quyền cho Bộ trưởng Tài chính là gửi sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo thẩm quyền cho cái phần vượt thu năm nay. Và khi mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho cái chủ trương này ấy, thì Thủ tướng sẽ có quyết định phân bổ ngay để cùng với cái 3.000 vốn của chủ sở hữu rồi 6.000 vốn nữa là của vốn tín dụng ấy, thì chúng ta sẽ có thể là cơ bản là hoàn thành kết nối được cái thông tuyến được mấy cái điều tuyến đường quan trọng này đến năm 2020 và 2021 chúng ta hoàn thiện nó. Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 theo quyết định 2086 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã gần hết giai đoạn 1, Thủ tướng đánh giá kết quả như thế nào?
hàng năm thì tỷ lệ giảm nghèo từ 4 đến 5%, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số thì được nâng lên rõ rệt. Và so với yêu cầu thì còn rất nhiều việc phải làm, nhưng với so với chính mình thì đã có những bước tiến bộ rất đáng kể. Nhưng có 9 tỉnh tỷ lệ hộ nghèo trên 90% và có 11 tỉnh là tỷ lệ hộ nghèo trên 60%. Thì vừa qua kỳ họp thứ 7 thì Quốc hội đã thông qua bố trí 1.000 tỷ để mà thực hiện quyết định 2085 và quyết định 2086. Hiện nay thì Bộ Kế hoạch Đầu tư đang thu xếp và chúng tôi có trao đổi thì đồng chí Bộ trưởng có nêu là trong thời gian sớm nhất là sẽ có thông báo cái vốn này. Xin hỏi Bộ trưởng có chấm dứt được tình trạng sim rác không? Khi nào Việt Nam và có các trang mạng uy tín, chất lượng thay thế các trang mạng xã hội khác? Đấu tranh với các mạng xã hội nước ngoài thì trong một năm vừa qua là Bộ rất tích cực. Đối với Facebook trước đây mà nhà nước đưa ra yêu cầu ấy, thì họ chỉ thực hiện được khoảng xung quanh 30%. Thì bây giờ tỷ lệ thực hiện yêu cầu của Facebook đối với chính quyền Việt Nam ấy, là từ 70 đến 75%. YouTube thì tuân thủ tốt hơn, trước đây thì khoảng 60%, bây giờ thì 80-85%. Nếu như mà Việt Nam mà không có mạng xã hội của chính mình thì tất cả những gì chúng ta nói, chúng ta nghĩ, chúng ta đọc, thậm chí chúng ta mua bán thì đều được lưu trữ ở nước ngoài. Bây giờ thì những thông tin mà họ thu thập được thì mới dùng để kiểu quảng cáo thôi. Nhưng mà trong một trường hợp đặc biệt thì họ có thể dùng vào những việc khác và có thể nguy hiểm đến an ninh. Phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong việc theo dõi, giám sát đến cùng những nội dung đã được giám sát, qua đó giúp làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất những chủ trương, giải pháp trong thời gian tới. Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nêu cao đạo đức cách mạng, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Đây chính là chủ đề xuyên suốt của triển lãm 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khai mạc vào sáng ngày 15 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm năm nay được đồng loạt tổ chức tại 5 địa điểm thuộc khu vực trung tâm thành phố. Triển lãm mang đến cho công chúng những hình ảnh tư liệu quý, những bút tích di chúc do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo năm 1965, bản di chúc được công bố năm 1969 sau khi người đi xa mãi mãi, tinh thần di chúc thiêng liêng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Triển lãm diễn ra trong một tháng, đây cũng là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp tục bản tin là một số sự kiện về công nghệ diễn ra trong ngày 15 tháng 8. Sáng nay tại Hà Nội, Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2019 đã chính thức diễn ra. Tại sự kiện, nhiều giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo mới đã được giới thiệu như ứng dụng trong điều trị ung thư, tổng đài tự động, phát triển xe tự lái. Tập đoàn FPT cũng đã giới thiệu nền tảng trí tuệ nhân tạo FPT AI cung cấp nhiều giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, cần xây dựng những trung tâm nghiên cứu, hỗ trợ cộng đồng AI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này. Tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Google chính thức thiết lập quan hệ chiến lược để mở rộng chương trình bệ phóng Việt Nam Digital 4.0. Google đã ra mắt hai chương trình đào tạo kỹ thuật số, cung cấp các bài học về kỹ năng tiếp thị qua mạng, lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng thương hiệu. Chương trình bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 được Google khởi động tại Việt Nam tháng 6 năm 2018 đã đào tạo gần 85.000 học viên khắp cả nước. Thưa quý vị, theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, năm 2017, giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh gần 50%, đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ. Sau đó thì xuất khẩu sang thị trường này bất ngờ đảo chiều, giảm 5% năm 2018, nửa đầu năm nay tiếp tục giảm 2%. Mặc dù vẫn nằm trong top 4 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, thế nhưng tỷ trọng của thị trường Trung Quốc trong tổng xuất khẩu thủy sản Việt Nam giảm rõ rệt từ 15% năm 2017 xuống còn 14% năm 2018 và nửa đầu năm 2019.
Vậy đâu là những nguyên nhân khiến cho xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc giảm? Tình hình xuất khẩu những tháng cuối năm liệu có khả quan hay không? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi các phân tích đánh giá của bà Lê Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Thương mại VASEP để hiểu rõ hơn những vấn đề này. Cảm ơn bà đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài truyền Việt Nam. Và trước tiên xin bà cho biết nguyên nhân khiến xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc sụt giảm trong giai đoạn hiện nay. Cái nguyên nhân đầu tiên mà theo Hiệp hội xác định ấy, thì đó là rất là nhiều doanh nghiệp nhỏ họ đã không quan tâm đến cái việc mà xuất khẩu tiểu ngạch bị thắt chặt và họ phải tuân thủ theo những quy định về xuất khẩu qua chính ngạch. Thứ nhất là phải có trong cái danh sách mà doanh nghiệp được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc mà do NAFI họ công nhận. NAFI là Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản của Việt Nam. Và thứ hai là sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là bắt buộc là phải có chứng thư. Ngoài ra thì cái khối lượng mà tôm của Ấn Độ và Ecuador tạm nhập tái xuất qua cảng của Việt Nam sang Trung Quốc cũng là một nguyên nhân mà khiến cho Trung Quốc giảm cái nhu cầu nhập khẩu tôm của Việt Nam. Và cái sản phẩm tôm thì vốn là sản phẩm chiếm đến trên 50% cái giá trị thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này. Và thứ ba là câu chuyện mà đồng nhân dân tệ sụt giá làm cho cái giá của thủy sản Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc là bị đắt hơn tại thị trường Trung Quốc. Do vậy là nhà nhập khẩu họ sẽ phải cân nhắc cái chuyện mà tăng hay là giảm nhập khẩu. Và cái nguyên nhân cuối cùng ấy, đó là cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Thì khi mà chiến tranh Trung-Mỹ, thương mại Trung-Mỹ xảy ra thì Mỹ áp thuế cao đối với Trung Quốc thì đương nhiên là khi họ bị giảm đi rồi thì họ sẽ bị giảm cái nhu cầu nhập khẩu một số những cái sản phẩm mà Trung Quốc trước nay Trung Quốc vẫn hay nhập và có thể tái chế để xuất sang thị trường Mỹ. Năm 2018, giá trị xuất khẩu tôm của doanh nghiệp này vào Trung Quốc đạt khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Đại diện doanh nghiệp cho biết, dù giá trị khá thấp, nhưng để đạt con số này trong năm nay là điều không hề dễ. Một là do cái nhu cầu giảm, cái thứ hai là đồng tiền của Trung Quốc họ bị mất giá, thành ra cái việc mà nhập khẩu của Trung Quốc rất là khó. Và trước đây giả sử như có khách nó mua một tháng là 3-4 container, mà giờ chỉ còn có 1 container. Trung Quốc đang thúc đẩy xuất nhập khẩu chính ngạch, siết chặt thương mại mậu biên, ngày càng yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Yếu tố này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Ví dụ người ta ăn một cái con tôm mà bán ăn, thì người ta phải truy xuất được cái nguồn gốc con tôm đó ở đâu, của nước nào, của tỉnh nào, của nước đó, của huyện nào, của cái doanh nghiệp nào, của cái đầm tôm nào, ao tôm nào, đấy, vùng nào. Tức là mình phải thể hiện được cái đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, con tôm phải sạch. Chúng tôi thấy là bước đầu cũng rất là khó bởi những cái rào cản tương đối khó, có khi khó hơn cả Mỹ, khó hơn cả châu Âu. Theo thống kê, hiện nay có hơn 150 doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc. Trong đó có khoảng 45 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá ba sa, gần 50 doanh nghiệp xuất khẩu tôm, số còn lại xuất khẩu các mặt hàng hải sản khác. Việc một số lượng đáng kể doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng chắc chắn sẽ làm giảm doanh số xuất khẩu thủy sản của cả nước nói chung. Với những yếu tố bất lợi như hiện nay, vậy thì dự báo tình hình xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc trong năm 2019 sẽ như thế nào thưa bà? Một vài tháng tới, tôi cho rằng là cái xu hướng sụt giảm khó có thể đảo chiều được. Tuy nhiên là tôi rất là hy vọng là trong quý tư, khi mà cái nhu cầu nhập khẩu của doanh nghiệp Trung Quốc cho tiêu thụ trong nước vào dịp Tết Nguyên đán tăng lên, cùng với lại cái sự nắm bắt kịp thời của doanh nghiệp Việt Nam trước những cái quy định của thị trường Trung Quốc, thì hy vọng là xuất khẩu trong quý tư nó sẽ có sự thay đổi, đột phá và sẽ bù đắp được cho những cái sự sụt giảm từ đầu năm trở lại đây. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc trong trường hợp khả quan nhất trong năm 2019 có thể đạt cái mức tương đương như năm 2018 với cái mức 1,2 tỷ đô. Xin bà cho biết chúng ta cần phải làm gì để có thể khắc phục những khó khăn nêu trên, duy trì và đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững? Tôi cho rằng là cái trước tiên ấy, là doanh nghiệp thủy sản Việt Nam phải xác định được ngay là Trung Quốc không còn là một thị trường dễ tính với những cái tiêu chuẩn mà kỹ thuật và như an toàn thực phẩm dễ hơn như trước kia nữa. Doanh nghiệp phải quan tâm là nâng cao chất lượng sản phẩm và phải cải thiện về cái điều kiện, cái cơ sở sản xuất để được vào trong cái danh sách
doanh nghiệp được phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Mỗi một quý là Na Phi và bên hải quan Trung Quốc sẽ cập nhật với nhau về cái danh sách đó, và mỗi một năm sẽ có hai lần là Na Phi sẽ đến kiểm tra các cái điều kiện, các cơ sở sản xuất. Và cái điều quan trọng nhất là doanh nghiệp phải nắm bắt được cái thông tin, cái yêu cầu của quy định của thị trường Trung Quốc về cái việc mà phải xuất khẩu từ chính ngạch. Cái điểm mấu chốt nữa là rất là mong muốn là cơ quan quản lý của Việt Nam làm việc với lại cơ quan quản lý bên Trung Quốc để đề xuất là cho bổ sung thêm cái danh sách các cái sản phẩm của Việt Nam xuất sang Trung Quốc, thì chúng ta mới hy vọng là gia tăng được cái kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. Một lần nữa xin cảm ơn bà. Tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện xếp thứ 2 ở châu Á với 36%. Trên khắp cả nước thì phụ nữ đang điều hành nhiều doanh nghiệp lớn. Nhận thấy những tiềm năng của các nữ doanh nhân Việt Nam, chính phủ Hà Lan đã tài trợ dự án nâng cao năng lực doanh nhân Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án thì một khóa đào tạo 2 ngày dành cho các nữ doanh nhân là chủ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ đã khai mạc vào sáng ngày 15 tháng 8 tại Hà Nội. Phụ nữ Việt Nam đang đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội, nhưng hiện tại vẫn tồn tại một khoảng cách giới trong kinh doanh khi phụ nữ bị thiệt thòi về hầu hết mọi chỉ số, tiền lương, quyền quyết định, khả năng tiếp cận thị trường lao động và chất lượng việc làm. Vì vậy, dự án nâng cao năng lực nữ doanh nhân Việt Nam được thiết kế để trang bị cho các nữ doanh nhân một tầm nhìn phát triển bền vững, xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển chiến lược xuất khẩu. Những gì tôi thấy được, đó là những người phụ nữ họ rất có khả năng, họ thường rất ham học hỏi và rất linh hoạt. Tôi nghĩ một nét đặc trưng của phụ nữ Việt Nam là họ rất có năng lực. Để có thể đưa doanh nghiệp đi lên theo hướng phát triển bền vững, bản thân các nữ doanh nhân cũng nhận thức được họ rất cần những kỹ năng quản lý chuyên sâu và tầm nhìn rộng. Những cái điều mình thiếu là có thể là cái kỹ năng. Và trong những cái thế hệ trước thì cái kỹ năng về ngôn ngữ nó chưa có được cao và cái kỹ năng nhận biết thị trường chưa có nhạy. Các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo có xu hướng thuê nhiều nhân sự là phụ nữ hơn và thường chăm chút giải quyết các vấn đề xã hội hơn. Vì vậy các chuyên gia tin rằng hiệu quả kinh tế sẽ tăng lên khi thúc đẩy tinh thần kinh doanh của phụ nữ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho những nữ doanh nhân Việt Nam các kỹ năng và công cụ, nguồn cảm hứng trong kế hoạch kinh doanh của họ. Thực chất, nó thiên về suy nghĩ và hành động dựa trên chiến lược và tầm nhìn và niềm tin vào sản phẩm của họ cùng các dịch vụ. Sau khóa học này, những nữ doanh nhân tham gia sẽ tiếp tục được hướng dẫn và huấn luyện sâu hơn trong kế hoạch kinh doanh và phát triển xuất khẩu của họ. Thậm chí họ sẽ có cơ hội đi đến Hà Lan học hỏi. Khóa đào tạo lần này dành cho nữ doanh nhân điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập ít nhất 2 năm, có nhu cầu phát triển chiến lược kinh doanh và nghiên cứu thị trường, ưu tiên trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, bán lẻ tiêu dùng hoặc xuất khẩu. Trong phần tiếp theo của bản tin, Việt Nam tham gia chung kết giải đấu xe tăng quốc tế trong khuôn khổ Hội thao quân sự Army Games 2019 đang diễn ra tại Liên bang Nga. Lễ Vu Lan Báo Hiếu là lễ hội văn hóa tâm linh đã có từ lâu đời trong truyền thống dân tộc, là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn tới đất đấng sinh thành. Thưa quý vị, giải thi đấu xe tăng quốc tế trong khuôn khổ Hội thao quân sự Army Games 2019 đang bước vào giai đoạn sôi nổi nhất tại Liên bang Nga. Xuất sắc vượt qua vòng bán kết với vị trí nhất bảng 2, Việt Nam đã bước vào trận chung kết trên thao trường Alapino ở ngoại ô Moscow. Ghi nhận của phóng viên từ hiện trường. Đội tuyển Việt Nam vào trận chung kết với xe tăng T-72B3 sơn màu xanh và xuất phát ở đường đua số 4. Ở trận chung kết, 3 kíp xe của mỗi đội thi đấu kiểu tiếp sức trên một xe tăng duy nhất. Mỗi kíp xe chạy 4 vòng, trong đó có 3 vòng vừa chạy vừa bắn mục tiêu, vượt vật cản và đua tốc độ. Mỗi kíp xe phải bắn trúng 8 mục tiêu, gồm 3 mục tiêu mô phỏng xe tăng, 1 mục tiêu mô phỏng trực thăng, 1 mục tiêu mô phỏng xe quân sự và 3 mục tiêu mô phỏng bộ binh. Ở vòng bán kết, đội xe tăng Việt Nam đã bắn hạ 14 trên 24 mục tiêu. Sau phần thi của kíp 1 tại vòng chung kết, đội Việt Nam đang tạm đứng ở vị trí thứ 2 sau Uzbekistan. Với vận tốc 73 km/h, đội xe tăng Việt Nam cũng đang đứng ở vị trí thứ 2 về mặt tốc độ sau đội Uganda 77 km/h. Cuộc thi tăng năm nay có sự tham gia của 23 quốc gia. Kết quả của đội tuyển Việt Nam đến thời điểm này đã là một thành tích xuất sắc của binh chủng tăng thiết giáp Việt Nam.
có mặt trên thao trường Alabino tại vòng chung kết của cuộc đua tăng quốc tế đã là một thành tích vô cùng xuất sắc của đội tuyển tăng Việt Nam khi lần thứ hai tham gia hội thao quân sự Army Games. Đối thủ của Việt Nam trong vòng chung kết của bảng 2 là Uzbekistan, Cuba và Uganda. Vào sáng ngày 15 tháng 8, Diễn đàn Trẻ Em Quốc gia lần thứ 6 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Diễn đàn có sự tham gia của 169 em nhỏ đến từ 42 tỉnh, thành phố và các làng trẻ em trên toàn quốc. Tại diễn đàn, thì các em được thảo luận, đưa ra các thông điệp, kiến nghị về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, an toàn trên môi trường mạng và các vấn đề khác mà các em quan tâm. Đặc biệt là ngày 17 tháng 8, thì các em sẽ được gặp gỡ, đối thoại và gửi kiến nghị trực tiếp đến lãnh đạo nhà nước, Quốc hội, các bộ ngành liên quan. Diễn đàn Trẻ Em Quốc gia lần thứ 6 có chủ đề Trẻ Em với các vấn đề của trẻ em, được tổ chức đúng vào thời điểm kỷ niệm 30 năm ra đời Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Hiện nay có khoảng 13.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore. Trong đó thì khoảng gần 1/2 là người lao động và cô dâu Việt. Do sự đa dạng về dân tộc, văn hóa, Singapore sử dụng 4 ngôn ngữ chính nhưng tiếng Anh là chủ yếu. Trước thực trạng nhiều người lao động hoặc cô dâu Việt tại Singapore không biết tiếng Anh hoặc biết sơ sơ, Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt đã mở lớp tiếng Anh miễn phí để giúp họ hòa nhập tốt hơn với cuộc sống ở nước sở tại. Chị Thoa gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với con dù bé được sinh ra ở Việt Nam và chỉ sang Singapore với bố mẹ vào năm 4 tuổi. Ngôn ngữ chính là rào cản. Con của chính mình đẻ ra mà mình không có hiểu, mình sợi dây ràng buộc, không có hiểu, cảm thấy là buồn, không chia sẻ được nhiều hơn. Chúng tôi không trao đổi được với nhau, nên nhiều khi hai bên lại to tiếng, dẫn tới những hiểu lầm. Việc giao tiếp rất quan trọng trong một mối quan hệ, và bởi rào cản ngôn ngữ nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để có thể thấu hiểu nhau. Không thạo ngôn ngữ, chị cũng không có việc làm. Chị Thoa biết có lớp tiếng Anh miễn phí nên quyết tâm đi học, cứ đều đặn vào cuối tuần. Lớp học do Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt mở từ tháng 6 năm 2018. Giáo viên đều là du học sinh hoặc người Việt đã làm việc lâu năm tại Singapore. Ban đầu lớp chỉ có một khóa học với 25 người, hiện nay đã có 300 người đăng ký qua mạng. Nhưng để đảm bảo chất lượng, trước mắt sẽ lọc ra 50 người để tổ chức 3 khóa học. Chi phí để thuê một cái phòng học bình thường nó rất là đắt, nó có thể rơi vào khoảng tầm 300 đến 500 đô một ngày cho một buổi học. Thì là đấy là một cái vấn đề rất là đau đầu. Thì lúc đầu bọn mình cũng có tìm đến một vài nhà chùa hoặc là nhà thờ ở bên này của người Việt ấy. Thì là để mà hỏi xem người ta có thể tài trợ phòng học cho bọn mình hay không. Nhưng mà thực sự là cái cơ sở vật chất ở đấy nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu học của các bạn. Mục tiêu của dự án là cung cấp những khóa học tiếng Anh miễn phí cho người Việt đang học tập và làm việc tại Singapore. Một mục tiêu khác là để kết nối mối quan hệ trong cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây. Bởi vậy, khi nhận được lời đề nghị đồng hành cùng dự án, Kaplan đã nhận lời ngay. Như nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại Singapore, chị Thoa quyết tâm học tiếng Anh để thu hẹp khoảng cách với chính những thành viên trong gia đình và hòa nhập dễ dàng hơn với cuộc sống ở nước sở tại. Thưa quý vị, lễ Vu Lan báo hiếu diễn ra vào rằm tháng 7 hàng năm và lễ hội là lễ hội văn hóa tâm linh đã có từ lâu đời trong truyền thống dân tộc. Vào dịp này thì du khách và Phật tử bốn phương lại hành hương tới những miền đất Phật để cầu nguyện bình an và tỏ lòng thành kính tới các đấng sinh thành. Hành hương đến những điểm thanh tịnh, thiêng liêng. Cài trên ngực áo một bông hồng đỏ thắm tỏ lòng hiếu hạnh. Bảo An Thiền Tự trên đỉnh Phan Xipang đã đón nhiều gia đình hẹn nhau sum họp ở nơi này. Giữa đất trời Tây Bắc, người người an nhiên chiêm bái tượng Phật, thưởng ngoạn thắng cảnh, rũ bỏ muộn phiền để cùng nhớ tới ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha trong ngày lễ Vu Lan. Cảm thấy là bản thân cần phải thay đổi nhiều, cần phải dành nhiều tình cảm cho gia đình hơn. Trong lòng đại tượng Phật Asida, pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Việt Nam, giữa mây núi Hoàng Liên Sơn, lễ cầu quốc thái dân an hướng về những bậc sinh thành đã được tổ chức với những bài giảng sâu sắc về đạo hiếu. Với những du khách, đây là những khoảnh khắc ý nghĩa. Hôm nay được tham gia cái lễ Vu Lan tại điện Phan Xipang
cảnh sắc giao hòa với con người nơi địa đầu Tổ quốc, thấm sâu những bài học về đạo lý làm người, để ghi dấu thêm một hành trình thiêng liêng, ý nghĩa trong mùa Vu Lan. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.